chào mấy anh em nha. Đây, đây tiếp tục mình lên đơn cho anh em thóc trăng về một phút chết. Giờ mình đóng cái bàn đang vô sẵn đi cho anh em làm cho dễ. Thì mình đóng cái chén này vô trước nha. Có gì mình đóng cứng luôn cho anh em đặng về bắt được luôn nè. Đó là theo các quy tắc mình hàng á, là để cho nó giảm được tình trạng bắt đầu rồi đều xong rồi anh em đưa cái hàng này lên anh em hàng đó. Tiếp theo anh em lấy cái chút chọt này nè, chọt vô xong rồi anh em cứ hàng cứng như vậy nè, đó là anh em yên tâm rồi. Cái này là sau đó rồi anh em cứ đưa cái phần ống đó chỉ luôn cách anh em canh luôn. Cái đó là cái cách canh ở bên mình nha. Đó, đưa bạc đạn vô. Anh em hàng cứng cái phần này hết rồi nè. Tiếp theo anh em chọt luôn cái phần ống này vô. Cái lúc này là cái lúc quan trọng nhất nè. Anh em chịu khó là kiếm ai đứng vịn cái xe máy của mình cho nó ngay. Rồi anh em kéo cái phần đầu thùng lôi, kéo sát vô. Quan trọng là cái khâu canh anh em nhờ hoặc là anh em luôn đứng anh em canh vịn trực tiếp sau anh em hàng cái thùng lôi vô anh em chấm bon thôi. Anh em nhìn thấy cái xe đó đứng là ok rồi đó, còn mà thấy nó không đứng thì có gì mình tháo ra mình chấm lại đứng mới được nha, chứ mà nhiều anh em là không đứng thì chạy nó cực lắm. Rồi anh em để vô cái anh em hàng là xong, là bắt đầu là mình coi ok cái là mình hàng cứng luôn, dứt điểm. Rồi đây là cái bộ cốt chết chốt chọt bên mình. Ở đây là mình chơi bằng này bằng ống nè, không tiện chứ không phải xài bằng máy kia. Có nhiều anh em kêu xài một thời gian thì nó mau lắc, mình nói luôn mau lắc là do anh em không chăm nhớt hoặc là anh em đã vậy luôn, anh em xài luôn thì tình trạng là mưa nó vô đây và nó xét thì nói chung là sắc cái sắc mà từ từ nó ăn mòn lẹ lắm. Còn anh em kỹ cái chăm nhớt vô đây cho mình đi thì nó đỡ phần nào hay phần đó. Và quan trọng nhất á, này bằng sắt nó hàn vô thì nó sẽ cứng hơn. Nhiều anh em cứ xúi mình là chơi ba cái cổ dê thì mình nói luôn cái đó bằng gan. Nhiều khi mình chở hàng nặng đi đường mà cồng cờ đi đường mà dằn dằn là nó dễ bị gãy lắm. Mình thấy cái đó tình trạng nó xảy ra nhiều rồi nên mình sợ rồi. Cứ chơi bằng sắt có gì cái đó cho nó an tâm trước. Rồi, cảm ơn anh em đã tin tưởng và ủng hộ. Cảm ơn anh em đã tham khảo nha. Đây, đây là bộ cái chốt chọt bên mình nè.